Xin chào bà con, đây là những đơn hàng cuối cùng của năm 2023 để kịp giao hàng về tay với bà con, để kịp cho bà con thu hoạch và đánh bắt trong năm 2023. Như bà con đang xem, đây là video Hòa Đồng đang muốn giới thiệu với bà con cái dòng sản phẩm đó là lưới bao lục bình, hay còn gọi là lưới quét, cũng như là dùng để lưới quét tôm trong những đầm rất là lớn hoặc hồ rất là lớn. Thì dòng sản phẩm này như bà con đang xem đây là dòng sản phẩm được làm theo yêu cầu cũng như làm theo thủ công. Thì chân chì ở đây toàn bộ là bằng chân chì ống đúc nguyên khối lỗ xuyên tâm cho bà con, để khi bà con kéo ở những ao, ở những bể bạt sẽ không bao giờ sợ bị bẻ hay sợ bị gãy cái chân chì. Như thế này thì hầu như là làm cho bà con một cái sản phẩm như này chất lượng phải nói là tuyệt đối cho bà con. Thì cái dòng sản phẩm này bà con đang xem, nó toàn thân của nó là cao là 6m và tấm lưới này nó dài là 70m. Đấy, cái mắt lưới ở đây nó là 1,6cm. 1,6cm thì chấm cái đầu ngón tay út một xíu thôi bà con ạ. Thì ở đây làm theo yêu cầu, và cái dòng sản phẩm này là dùng để kéo tôm. Thì không những kéo tôm mà bà con có thể kéo cá được này, dùng để bao lục bình, bà con ở miền Tây có thể bao lục bình được, tại vì cái khổ cái thân lưới nó cao nên nó sẽ lợi thế rất là nhiều. Thì sản phẩm này được gia công, được thủ công, làm theo yêu cầu của bà con. Như bà con đang xem thì được hàng được thủ công theo đúng ý muốn. Và sản phẩm này là sản phẩm chất liệu, đây là sợi dù nhật xịn cho bà con. Độ bền của nó rơi vào khoảng tầm 15 năm bà con nha. Đấy, mỗi đầu viên A Đồng sẽ làm cho bà con một cái phao đỏ, và khoảng cách phao ở đây nó rơi vào là 40 phân một phao cho bà con. Như vậy là cái phao đủ dày, đủ độ nổi để khi bà con kéo tôm hoặc kéo cá nó không sợ bị nhảy ra bên ngoài. Sản phẩm này A Đấu bảo hành cho bà con về cái chất lượng về sản phẩm. Đấy, bà con nhìn những tấm lưới như này rất là đẹp, tại vì làm theo yêu cầu và làm theo đúng ý muốn của bà con. A Đấu nhận gia công tất cả các sản phẩm lưới kéo cá, lưới đánh bắt cá theo yêu cầu. Bà con cần những cái sản phẩm như này thì liên hệ với A Đấu qua số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn, chúc bà con một năm mới dồi dào sức khỏe ạ.